đạp côn chơi em này. Kéo về sau sao ạ? Để em chả nhớ nữa. Đâu? Để em xem nào. Lúc chỉ cho kiểm tra, gỡ thánh ra. Đúng rồi, đạp một thánh, càng rút luôn. Ga lên, ga tay lên một tí. Còn cầu á, gỡ cầu đó. Chưa ăn. Nhảy vào kia kìa. Xe kìa. Chưa nhảy được hết rồi. Chưa. Không cần cài thắng đâu, thả thắng đi. Chết con chuột tắt rồi. Lôi cái lôi dây này. Đây này. Đó, lôi nó xuống. Con chuột tắt máy nó bị chết rồi. Con này chắc nó chắc nó chết con này rồi, để thay con này. Để máy này này hộ em ấy. Không cần cài thắng đâu kệ nó anh, nó trôi xuống dưới đây là nó vào chỗ cục căn rồi, chả lo đâu, có căn rồi. Động cơ Isuzu, cái mác đã bị cạo mất rồi. Nói chung là cái mát thì cả này, heo đâu bằng linh nữa. Mát là gì cả. Cái là bữa nó dầu rất là bữa gì ăn thì ăn dầu. Nói đó này, thì cũng không phải là dầu. Nhìn đến. Máy móc đẹp này. Xem nó nghiền. Bị cái phớt bên này đánh cửa. Hơi bị giò cái phớt này rồi. Cái phớt này. Cái phớt này chưa thay mà. Bữa chưa thay à? Anh thử xe luôn. Máy móc nguyên zin.
đẹp ngang xe bãi như vậy nè. Sơn này bộ khung, sơn này cái bộ này, sơn cho nó nhìn cho nó mới tí thôi. Để nắng, con này bữa để nắng, con này nằm khô, nằm khoai. Bữa nó trồng khoai, ba người chung một con này đến khi bán mà chửi nhau á. Hôm em sang mua mà cũng chửi nhau lây luôn á. Nó lốp nát nó còn đẹp nha, con 450, con 450. Hiện tại đang giá này thì sơn ra, sơn chip này cái ổ khung cho nó đẹp đẹp một tí thôi. Bơm này em khỏi không sơn luôn, đẹp nguyên như vậy luôn. Có cái bơm trước của nó hôm qua nó hơi vàng vàng một tí, sơn lại cho nhìn nó đỡ. Còn cái này nốt zin nó để nguyên như vậy luôn, không sơn nhá. Các bác xem đùi này, để biết thì không phải chê gì luôn nha. Chiếc này giá chỉ có khoảng 100 xít xịt thôi. Có dàn sới luôn nhá. Dàn sới của nó nằm bên này này. Dàn sới đây. Có bộ dàn xúc này, bộ dàn xúc thì bác nào có nhu cầu thì ráp luôn được. Có dàn sới của nó đây. Sới zin luôn này. Lưỡi lưỡi zin luôn này. Dàn sới zin của nó đó. Đàn sới là 1m7 nhá. Để đây chuột bọ ở tùm lum hết này. Nhích cái tí này. Dòng xích vẫn đang còn ngon nhá. Đây đang chuẩn bị lên một cái móc. Thùng này thùng của xe Hoa Mai 3,5 tấn. Hoa Mai đúng không? Hoa Mai 3,5 tấn đây. Thùng Hoa Mai 3,5 tấn. Cái xin này. Bác nào có nhu cầu thì đang để lên thùng, bác nào có nhu cầu thì em bán luôn cho, hoặc bán thùng cho, lên thùng rồi bán. Là bột đỡ 5 năm. Đặt móc. Cái này nặng lắm hả? Cái xe này. Được rất là không? Chắc là hơi thụt nhớt thôi. Hơi nặng. Ừ, giờ mới kìm. Anh lấy kìm. Lấy kìm đó không được. Đồ, nó cứng quá. Phải lấy cái mỏ lết ra cái gì đó. Này xúc lọc tí. Bơm chỗ được nó hơi nóng chứ. Cái lọc thử cái đó thì anh cứ nhà đây rồi cứ nhà mua về đá. Con này thì đẹp nhá. Giá em nói thì nó dao động khoảng tầm trăm hơn trăm xíu thôi, không có trăm lớn đâu. Trăm cả sới thì em nói luôn. Đầu không 105, cả sới thì 110 triệu nhá. Cậu phớt thì các bác không phải lo nghĩ lan tăn gì đâu. Thôi chào các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì alo số điện thoại của em.